Nga của Đài Truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị theo dõi một buổi nói chuyện rất là đặc biệt của đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu. Và hôm nay khách mời tại đây thì chúng tôi có cháu Tammy Huỳnh là hậu duệ của khóa 19, là đương kim tổng đoàn trưởng đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu. Và ngồi bên cạnh Thu Nga đây là Nguyễn Huy Long, là cựu tổng đoàn trưởng của đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu. Xin chào Tammy và Long. Dạ, kính chào cô Thu Nga, Tammy Thiểu Huỳnh, đại diện cho Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài SBTN và kính chào đại gia đình của Võ Bị khắp nơi. Huy Long xin được kính chào cô và gửi lời đến khán giả của đài SBTN và Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu và gia đình Võ Bị. Đúng rồi, gia đình Võ Bị là chắc chắn rằng đang xem chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà nói về đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu thì hầu như là người ta đều biết rằng hậu duệ của Võ Bị tức là thế hệ thứ hai. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng thắc mắc là đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu như thế nào, thành lập từ bao giờ, các cháu có biết không? Và thành lập cái lúc đầu đó như thế nào, hoặc là các cháu thành lập ở nơi của các cháu ở nó như thế nào cũng được. Kính thưa quý cựu sinh viên sĩ quan cùng quý phu nhân, kính thưa quý quan khách, quý anh chị em thanh thiếu niên Đa Hiệu thân mến, chúng cháu tên là Phạm Quang Vũ, thế hệ 2 của cựu sinh viên sĩ quan Phạm Thái khóa 16. Chúng cháu có hai tiết mục xin được giới thiệu. Trước hết, chúng cháu xin được rất là ngắn gọn sơ qua kết quả bầu cử tân tổng đoàn trưởng trong kỳ đại hội hôm nay. Chúng cháu được biết khái niệm thành lập đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu được xuất phát từ sáng kiến của quý bác, quý chú, cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị quốc gia cư ngụ ở Âu Châu. Khái niệm đó đã được phát triển và lan rộng ra trên khắp thế giới. Dạ thưa, câu hỏi này con xin nhờ anh cụ tổng đoàn trưởng Huy Long đoàn trưởng dạ, nha. Trả lời với cô Thu Nga và cái và cái nội quy nó như thế nào, mình có phải theo cái nội quy của các chú các bác là các cựu sinh viên trường Võ Bị quốc gia Việt Nam hay không? Dạ thưa cô, tổng đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu được tổ chức vào những năm 1998. Lần đó Huy Long rất là được hân hạnh tham dự đại hội lần đầu tiên của tổng đoàn. Cho nên dính. Dạ không phải dính, chưa được hân hạnh được tham gia. Và thưa cô, nội quy của tổng đoàn thì cũng không có gì là khắt khe cho lắm. Miễn sao mình là các hậu duệ, cả những thế hệ thứ hai, thứ ba của trường, của các bác, các chú của trường Võ Bị Đà Lạt là được vào tham gia. Nhưng mà cái nội quy nó có khắt khe hay không? Có phải theo đúng cái nội quy, và cái nội quy đó đặt ra như thế nào? Tức là đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu phải hoạt động như thế nào? Có tham gia những cái chương trình của cộng đồng? Dạ thưa cô, thì mục đích của đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu là thứ nhất là để tiếp tục đường lối của cha ông mình. Và thứ nhì là để cho các anh chị em trong đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu được có cơ hội
tham gia vào những cái chương trình của cộng đồng ở địa phương. Thì miễn sao mình làm gì cho lợi cho đất nước thì cái đó tổng hợp trong nội quy thì chứ không có gì khác cả. Theo mình có bổ túc gì thêm không con? Dạ thưa, theo thời gian con được sinh hoạt với lại bên tổng đoàn và đoàn địa phương của Houston thì con thấy là các bác, các chú ở Võ Bị đã lập ra cái đoàn thanh niên ra hiệu rất là hay và không có khắt khe trong vấn đề nội quy. Các bác các chú đa số là cho chúng con được được quyền chọn những cái sinh hoạt nào mà thích ứng với tụi con trong cái lứa tuổi, trong cái giờ giấc của tụi con mà thấy có ích có lợi cho cộng đồng tại địa phương mình sinh hoạt hoặc là cho đất nước Việt Nam thì chúng con có quyền tham gia. Ngoài ra thì chúng con cũng sát cánh với hội Võ Bị địa phương hoặc là tổng hội trong những việc giống như là tổ chức tiệc Tết tân niên hoặc là những cái picnic của gia đình Võ Bị thì chúng con đều được tham gia vào góp một bàn tay nhỏ trong những cái sinh hoạt vui như vậy. Vâng, và thưa quý vị, và đó là một cái điều mà rất là đáng khích lệ và đáng ngợi khen, tại vì các em qua ở bên này, các em các cháu qua ở bên này rồi thì với cái việc mà sinh hoạt học đường rồi các em cũng có gia đình hoặc là cái hoàn cảnh này nọ, nhưng mà các em đã thành lập được những đoàn thanh thiếu niên đa hiệu khắp nơi. Như vậy thì đoàn thanh thiếu niên đa hiệu khắp nơi mà thành lập như vậy, và cô cũng biết rằng ở bên Âu Châu thì đoàn thanh thiếu niên đa hiệu tuy rằng những cái nước của họ đó là họ ở khác, các nước khác nhau, nhưng mà khi mà có một cái event nào đó thì họ kết hợp với nhau rất là dễ thương. Tức là hội về của Võ Bị chúng ta thấy rất là dễ thương, mà không có phải chỉ có một nước thôi mà tới ba nước để mà cùng với nhau tập dượt cái bài này, phải không Khánh Tranh? Chưa phải ạ. Vậy thì anh nào? Vâng, thưa chị, Pháp, Đức, Hà Lan. Dạ xin một lần nữa cho hội về Võ Bị. Như vậy thì các cháu làm sao mà có thể là kết hợp hay là có kết hợp với những đoàn thanh thiếu niên đa hiệu ở những nơi khác hay không? Dạ thưa, hiện nay thì chúng con có sinh hoạt được chung với những đoàn như là đoàn ở bên Washington DC, đoàn ở bên Pennsylvania, đoàn bên Bắc Cali, ở Houston và Nam Cali thì đang chuẩn bị được thành lập. Và tụi con cũng có liên lạc gắn bó với là chị liên đoàn trưởng Liên đoàn Âu Châu là chị Sương Ngọc Mai. Giống như cô có nói, con có tình cờ coi được những cái đoạn video mà cô thực hiện, cô Thư Nga thực hiện những cái sinh hoạt của anh chị rất là dễ thương, thì cái đó cũng là khuyến khích con dấn thân vào sinh hoạt chung với tổng đoàn nhiều hơn là qua những cái đoạn phim đó con được coi. Như vậy đó thì các đoàn thanh thiếu niên đa hiệu ở khắp nơi thì dĩ nhiên là cái địa lý nó cách trở thì sẽ không có cái sinh hoạt chung nhiều, nhưng mà tới mỗi kỳ đại hội như vậy thì là các cháu về hết, đúng không? Dạ thưa đúng ạ. Dạ thưa, tụi con có dịp gặp nhau, anh Long chắc anh Long gặp anh chị em nhiều, tại anh Long đại hội nào như cũng đi hết, không bỏ đại hội nào. Thì đây là mình là liên lạc như thế nào? Dạ thì bắt đầu ra là các chú các bác bên Tổng hội Võ Bị đứng ra tổ chức để đại hội của Tổng hội Võ Bị, thì song song đó thì các anh chị em thanh thiếu niên đại hiệu cũng tổ chức luôn. Tụi cháu dùng dùng cái phương tiện các bác mà đang dùng, mà chú các bác đang dùng để mà để kêu gọi các cái đoàn địa phương đến tham dự, thì tụi cháu dùng cái đó để kêu gọi các anh chị em ở các đoàn địa phương đến tham dự. Như vậy là mỗi một kỳ đại hội của Đại hội Võ Bị thế giới đó, thì như vậy là cứ mỗi một 2 năm như vậy một lần thì họ bầu tổng hội. Như vậy thì tổng đoàn thanh thiếu niên đa hiệu cũng bầu luôn hay sao? Dạ, bên tổng đoàn của tụi con cũng là được 2 năm theo sát với nhiệm kỳ của bên tổng hội. Giống như là năm nay nhờ cũng cảm ơn bác Thu Nga hỏi thì con xin được trình bày là năm nay đại hội 20 của Võ Bị sẽ tổ chức tại Nam California vào ngày 24, 25, 26 tháng 6. Và đây là lần đầu tiên tụi con mạnh dạn đứng ra tổ chức một cái đại hội gọi là đại hội kết thân thanh thiếu niên đa hiệu song song với đại hội Võ Bị luôn. Thì nhân cái dịp này tụi con cũng sẽ có một cái buổi bầu cử cho tân ban chấp hành mới. Thì mỗi nhiệm kỳ là 2 năm. Thì nhiệm kỳ con tới tháng 6 là cũng sẽ hết. Thì con cũng rất mong kêu gọi các anh chị em hội dạy khắp nơi dành thời gian về Nam Cali để mà có góp tiếng nói để xây dựng cho cái tổng đoàn càng ngày càng lớn mạnh hơn.
khó này là khó cái gì nhất? Dạ thưa cô là cái khó khăn nhất, lớn nhất mà cháu cảm thấy Đoàn Thanh Thiếu Niên Đại Hiệp với Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên vướng phải là các anh chị em của tụi cháu qua đây nhiều thời điểm khác nhau, lứa tuổi khác nhau. Tụi cháu mặc dù cháu rất mới gặp được Tammy đây được mới được cả 2 năm nhưng mà rất là mến Tammy, với lại mến tất cả các anh chị em ở dưới đoàn hiếu sinh. Nhưng mà hiếm có khi nào mà tụi cháu được có cơ hội đó. Ngược lại các chú các bác của thì lúc nào cũng họ đi học chung với nhau một trường mấy năm huấn luyện ở trong trường thì cái tình thân của họ của mấy chú mấy bác đã thân hơn tụi cháu. Tụi cháu gặp nhau ở đây rồi 2 năm gặp nhau lại một lần, thỉnh thoảng nói về điện thoại trên điện thoại trên gặp nhau trên điện thoại thì cái tình thân nó cũng có nhưng mà nó không có được gắn bó như các chú các bác. Thì cái đó là khó thứ nhất là phải kết thân, kết thân rồi mình mới làm chuyện lớn không, mới làm chuyện khác được chứ còn mới bước chân ướt chân ráo vào mà bác làm công việc liền thì ta thấy hơi khó. Cháu nghĩ đó là một cái khó khăn lớn nhất của đoàn, đó là mình không, thứ nhất là lứa tuổi, thứ nhì là ở khác nơi, ở nhiều nơi khác nhau và khó để mà kết thân được, kết để thân mà được. Làm việc dạ như hồi kỳ tụi cháu ở bên Boston thì cái đoàn ở bên Boston cũng được 10 mấy người. Thì tại vì ở bên Boston với nhau thì gặp nhau hoài thì mình thì cái đoàn Boston cũng có một thời gian cũng khá là mạnh. Nhưng mà thời gian rồi con cái rồi nó cũng từ từ nó bị giảm bớt đi vậy. Con có bổ túc gì không? Dạ thưa theo con hoàn toàn đồng ý với anh Long. Cái khó là làm sao mà các anh chị em hậu vệ đến được với nhau, có cái cơ hội đến được với nhau, thì khi mà đã đến với nhau gặp được một lần thì có cái tình thân. Con thấy cái đặc điểm là khi mà nói cha của anh Long là khóa 23, cha em khóa 29 hoặc là cha của chị bạn khóa 14 hay 15 hoặc có những chị tụi con quen là con của bác khóa bác, các bác khóa 7, khóa 8. Thì tự nhiên nghe như vậy tự nhiên tụi con thương nhau liền. Đúng rồi, mặc dù có cái tình đó rất là lạ. Thì chắc cũng con cũng nhờ là những cái tình tự võ bị truyền xuống đến hậu vệ mà tụi con cũng được. Nhưng mà tụi con rất được mong là có cơ hội mà gặp được anh em hậu vệ nhiều hơn. Để mà thứ nhất là kết thân, thứ hai là học hỏi được những cái truyền thống tốt đẹp của trường võ bị quốc gia Việt Nam mà cha chú đã truyền lại cho tụi con. Vâng, thưa quý vị, và đó là cái truyền thống của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Không có phải thế hệ đi trước, thế hệ thứ nhất mà khi nghe nói rằng trong gia đình võ bị, dầu mà xuất thân từ bất cứ khóa nào thì nghe nói rằng võ bị là có một cái tình thân ngay trong gia đình và truyền sang cho thế hệ thứ hai thì các cháu rõ ràng rằng cũng bày tỏ bởi cái tình cảm đó như vậy. Cái điều đó nó rất là đặc biệt, nó rất là thiêng liêng mà mình không có biết tại làm sao, phải không? Nhưng mà khi mà làm mà tổng đoàn trưởng như vậy thì cái điều gì vui nhất, cái điều khó khăn nói xong rồi còn cái điều vui nhất, có vui không? Dạ có vui chứ. Dạ vui gì? Thí dụ như mỗi lần mà mình gửi thơ ra để mà kêu quý chị em có phần tham dự cái tiết mục hoặc là cái chương trình nào đó của tổng đoàn đưa ra mà có người họ reply, họ email trả lời lại hoặc trả lời lại họ một là ủng hộ hoặc là khen tụng mình đã làm những công việc vậy thì cái đó là một những cái niềm vui trong cuộc sống của mình cơ. Đúng không Tammy? Dạ thưa đúng, dạ thưa rất là đúng. Và từ khi con được có cơ may sinh hoạt với các anh chị em trong đoàn địa phương và tổng đoàn thì con đã làm được bạn rất là nhiều. Giống như con có những cái tình bạn rất là thân, rất là quý, giống như là từ anh Huy Long, chị Nhật Khai tuốt ở bên Pennsylvania, chị Diễm Anh, anh Tiến Dũng, chị Ngọc ở California, và rất là nhiều anh chị và những chị Trang ở bên San Jose. Khi mà tụi con hợp với nhau bằng điện thoại, bắt điện thoại lên là nghe giọng nhau là đã vui rồi, đã mừng rồi. Và cái đó là cái niềm vui mà chắc và kỷ niệm rất là đẹp. Như vậy là ngoài những cái lúc mà cứ 2 năm mà tổ chức đại hội một lần thì đã có những cái sinh hoạt với cộng đồng, với những và cũng như là các đoàn thanh thiếu niên đa hiệu khác như thế nào? Có không? Dạ thưa anh Huy Long trình bày trước những cái sinh hoạt của với cộng đồng của mình. Dạ thưa, về tổng đoàn thanh thiếu niên đại hiệp mà các sinh hoạt đến với cộng đồng thì cháu nghĩ không có được nhiều, nhưng mà những cái đoàn địa phương thì có rất là nhiều. Điển hình như là hồi đó cháu ở thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts thì đoàn thanh thiếu niên đại hiệp ở đó cũng là một thành viên đóng góp cũng khá nhiều cho cộng đồng
của người Việt Boston, người Việt tại Boston. Và mình coi trên tin tức này nọ thì thấy những cái đoàn ở bên Bắc Cali, Nam Cali hoặc là ở Pennsylvania cũng nhiều lắm ha, cũng nhiều hơn, cũng rất là nhiều, cũng cũng rất là tham gia rất là nhiều vào về những cái địa phương. Dạ, theo con thấy thì các anh chị bên đoàn Pennsylvania rất là nhiệt tình trong những cái công tác về sức khỏe của cộng đồng. Thì các anh chị luôn luôn thiện nguyện cái thời gian của mình để giúp cho cộng đồng ở bên đó. Và riêng ở Houston thì giống như bác Thu Nga có thấy là trong năm qua thì ở Houston mình có gắn được những bản tin đường tiếng Việt. Đúng rồi, cái giống đó như nào là quá, Đại lộ Sài Gòn, Đại lộ Tự do, Chiến sĩ vô danh, những cái đó là tức là đoàn thanh thiếu niên đã hiểu đi gắn bản đó. Dạ thưa chúng con là bên tổng đoàn và đoàn Houston đó cũng vận động nhờ các bác các chú võ bị thương yêu ủng hộ được 16.000 đồng thì gửi qua cho ủy ban xây dựng bản tin đường là do dân biểu tiểu bang Texas là Hiệp Võ đề xướng, thì mình yểm trợ được 3 góc đường đó bác. Và là cái đó là cái niềm vui khi mà thanh thiếu niên đã hiểu địa phương được góp một phần nhỏ vào những cái sinh hoạt của cộng đồng. Đúng rồi, cái đó là điều rất là hãnh diện. Nếu mà quý vị đến Houston thì nghe các cháu vừa trình bày đó, quý vị đi ngang ở cái chỗ mà cái đường Bel Air đó, những cái đường trắng ngang đó, khi nhìn thấy tên của những vị tướng đã tủng tiết 30 tháng 4 hoặc là chiến sĩ vô danh thì quý vị cảm thấy rằng lòng rất là hãnh diện, mà quý vị biết rằng con cháu của võ bị thanh thiếu niên đa hiệu đã góp một phần rất là lớn. Trước khi mà tạm ngưng chương trình thì hai cháu có thể là kêu gọi các bạn trẻ, nhất là trong gia đình của võ bị của chúng ta, tham gia cái ngày đại hội cũng như là gia nhập đoàn thanh thiếu niên đa hiệu. Ở nơi nào thì cứ gia nhập ở nơi đấy. Mời Tammy. Dạ con cảm ơn bác Thu Nga. Dạ thưa Tammy Thủy Huỳnh và anh Huy Long, rất là hân hạnh, rất là trân trọng nếu mà các anh chị em hậu vệ dành chút thời gian để đến tham dự hai ngày đại hội. Không những là một cái kỷ niệm đẹp mình dành cho bố của mình trong cái ngày đó, mà còn có nhiều cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ tâm tư, suy nghĩ với những cái anh em mà cùng trang lứa với mình, cùng học hỏi thêm những cái kinh nghiệm sống trong trên đất nước Hoa Kỳ, và làm sao mà tạo được cái tình thương với nhau, thì cái đó là điều chúng con rất là mong mỏi. Thì xin các anh chị em hãy nhín chút thời gian về Nam Cali. Cali rất là đẹp không bác? Đúng rồi. Nắng ấm tình nồng, và cũng rất là mong gặp được đại gia đình võ bị tại Nam Cali. Mời Long. Dạ thì Huy Long rất là hân hạnh được tham gia cũng khá nhiều đại hội của các chú các bác và đại hội của võ bị. Thì 10 lần như 11 lần lần nào về thì lúc nào cũng rất là nhớ mong và nhớ tất cả những các bạn bè mới hoặc những bạn bè cũ của mình đã gặp qua trong những cái đại hội trước. Thì cũng như thưa Thủy, Lê Long kêu gọi tất cả các anh chị em của cố gắng đến bỏ chút thời gian đến tham dự, nhất là các anh chị em ở Cali, mình ở gần đó thì cũng ráng bỏ chút thời gian đến tham dự. Long bảo đảm là đến chỉ có vui chứ không có buồn, nên các anh chị em cố gắng bỏ chút thời gian đến. Thì nhân tiện đây Long cũng xin đọc một vài số điện thoại để mà quý anh chị em nào muốn liên lạc thì là xin mời. Thứ nhất là tổng đoàn trưởng Tammy Huỳnh, số điện thoại của Thủy là 832-630-1785, hoặc là chị Cao Ngọc Christina, số điện thoại 818-274-7462. Và Long lợi dụng đây nữa, xong Long xin bỏ số điện thoại của Long luôn. Đúng rồi. Nếu mà ai ở thành phố Dallas này, ở tiểu bang Texas, ở thành phố Dallas muốn đi tham dự thì xin gọi cho Long. Số điện thoại của Long là 617-281-4355. Thì hy vọng sẽ được nhận những cái điện thoại rất là dễ thương của các anh chị em. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Tammy và cảm ơn Long rất là nhiều. Chương trình hội thoại đặc biệt với Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đến đây xin được tạm ngưng. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Chào Tammy và chào Long. Dạ, chào cô. Dạ, bye.